Nhà thuốc Đông y Khương Trờ xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Trờ. Hôm nay Khương Trờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây mật quỷ các bạn nhé. Dây mật quỷ các bạn. Đây. Dây mật quỷ là một dây mộc hoang dã. Dây mật quỷ có hai loại các bạn nhé. Một loại lá không có lông và một loại lá có lông. Đây là loại lá có lông các bạn. Cả hai loại lá thân cành đều mọc đối. Nhưng loại này các bạn nhìn này. Lá non có màu hơi hồng hồng. Đây cái này rõ nhất này. Phần cuống lá hình bồ dục hoặc hình tim, chóp lá nhọn, lá rộng từ 3 đến 5 cm, dài từ 15 đến 20 cm các bạn ạ, chóp lá nhọn. Đây là cây mật quỷ. Cái này ở đây người ta gọi cây gì? Đâu. Con ấy à? Yeah. Ừ. Chả biết cái gì. Cái quả nó cứ sần sùi cho nên người ta đặt tên là cây mật quỷ. Mật quỷ á? Mật quỷ. Ừ. Cái rễ cây này là uống để cho da run. Da run á? Ừ. Cái lá với cái dây nó để tắm thôi. Đây là tôi cứ hay lấy cái dây này về để tắm ngứa ấy. Những người cứ ngứa khẩn lên ấy. Ừ. Đi lấy măng à mày? Hả? Có được măng không? Không được đâu. Ôi sao hôm nay này kém thế? Được một bữa thôi. Được một bữa à? Người không đi. Đây là cây mật quỷ các bạn nhé. Cái quả của nó ấy, nó cứ sần sùi mắt nó lồi ra cho nên người ta nhìn nó xấu xí, người ta gọi là mật quỷ các bạn. Nó chín là có màu vàng sau chuyển sang màu đỏ. Đây là mật quỷ này. Cả hai loại đều lá mọc đối hết. Nhưng cái loại kia thì nó không có lông các bạn nhé. Loại này nó có lông. Loại này thì chỉ có mọc ở đồi đất thôi, bởi đồi đá không mọc đâu các bạn. Đây. Trông thì trông xa xa mà các bạn. Trông xa xa người nào không quen ấy bảo a kia có dây hà thủ ô trắng này, không phải đâu. Nó cũng có nhựa như thế các bạn nhé. Nó có nhựa như thế nhưng mà nó lại hai dây đây này nó cũng quấn vào với nhau như thế, nhưng không phải đâu. Hà thủ ô trắng là cứ hai dây cứ quấn vào nhau đây. Cây này nó cũng quấn vào nhau. Nhưng không phải đâu các bạn nhé. Tôi giới thiệu các bạn là cái mật quỷ này thì thường thường chúng tôi chỉ lấy để làm thuốc tắm thôi, còn cái dây đó ấy làm thuốc khớp, dây to nó làm thuốc khớp. Thuốc khớp để uống nó lành thôi các bạn, chứ không lấy được đâu. Các bạn trộn những cái thang thuốc khớp ấy, không làm sao hết. Đấy. Nhưng tốt nhất là lấy cái này để mà tắm ngứa. Nhưng mà cứ ngựa đi khám người ta bảo dị ứng cơ địa, các bạn kiếm cho tôi cái lá này, các bạn tắm khỏi. Đây là cây mật quỷ. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.